Thưa Tổng thống, tôi tên là Yelizaveta Dolgova. Tôi đại diện cho các phong trào thiếu nhi và thanh niên Nga đầu tiên. Tôi tích cực tham gia các sự kiện. Một trong những sở thích khác của tôi là hát dân ca Nga và tôi trình bày tất cả những điều này trong vlog của mình. Các sinh viên khác và tôi có một vấn đề chung, làm thế nào chúng ta đối phó với luồng thông tin mâu thuẫn đến với chúng ta mỗi ngày. Điều này bắt đầu ngay cả trước chiến dịch quân sự đặc biệt, khi các chủ đề bóp méo chiến thắng của Hồng quân trước chủ nghĩa phát xít đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Những thanh niên ái quốc có thể đấu tranh trong lĩnh vực này. Chúng tôi gặp gỡ các cựu chiến binh, nhân chứng, thậm chí những người chỉ là trẻ em trong chiến tranh vệ quốc. Và tất nhiên, mỗi người trong chúng tôi, như đã đề cập trước đó, đều có câu chuyện của riêng họ. Ông cố của chúng tôi, những người bà đã chiến đấu và làm việc ở mặt trận quê hương. Chúng tôi có những tài liệu như vậy về chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các cựu chiến binh đã định hình và tiếp tục chia sẻ thế giới quan của những người trẻ tuổi. Nhưng chúng tôi không có những tài liệu như vậy về chiến dịch quân sự đặc biệt và chúng tôi cần những nhân chứng, những người đã mắt thấy tai nghe mọi thứ. Tất nhiên, với tư cách là những nhà hoạt động, chúng tôi đã bắt đầu làm việc và chúng tôi biết các định dạng, chẳng hạn như bài học nói về những vấn đề ở trường chẳng hạn. Nhưng đối với chúng tôi, trẻ em và thanh niên, điều rất quan trọng là những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt phải tham gia các sự kiện không chỉ một lần mà thường xuyên, có hệ thống để họ tương tác với những người trẻ tuổi trong hệ thống giáo dục, hướng nghiệp và câu lạc bộ. Điều đó sẽ rất thú vị cho cả họ và chúng tôi. Đây thực sự là một vấn đề rất quan trọng và tất nhiên tôi muốn thông tin trung thực và đáng tin cậy trực tiếp từ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Vladimir Putin, bạn biết đấy, câu hỏi mà bạn nêu ra có vẻ khá hẹp nhưng nó có tầm quan trọng toàn hệ thống. Có một thứ gọi là địa chính trị. Nga là một quốc gia rộng lớn. Nếu bạn nhìn vào các số liệu, ý tôi nói là về dân số, lãnh thổ, chúng ta là quốc gia lớn nhất thế giới. Và ai đó đã luôn chiến đấu chống lại nước Nga. Và một số người nói, thật nhàm chán biết bao khi sống trên thế giới, khi không có ai chống lại Nga. Đây không phải là một trò đùa, mà là một tuyên bố của một số chính trị gia trong quá khứ từ các nước phương Tây. Họ vẫn luôn là như vậy. Và điều này luôn đi kèm với một cuộc đấu tranh hoặc một lĩnh vực đối đầu trong thông tin trên các phương tiện truyền thông. Để tôi nhắc lại, điều đó luôn xảy ra trong suốt lịch sử của chúng ta. Do đó những gì đang xảy ra ngày nay xung quanh chiến dịch quân sự đặc biệt chỉ là sự leo thang của cuộc đấu tranh này. Tôi xin nhắc lại, đã luôn được tiến hành và luôn cần đưa ra những biện pháp đối phó thích hợp với âm mưu làm mất phương hướng của người dân chúng ta, đất nước của chúng ta. Hầu như luôn luôn, đối tượng mục tiêu chính của ảnh hưởng này là những người trẻ tuổi, những người không thể nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ và có lẽ họ không thể đánh giá cao hiện tại. Nhưng điều này là có thể đối với kẻ thù của chúng ta. Nói một cách trắng trợn, chỉ khi chính chúng ta ngồi và không làm gì cả. Còn các bạn là những người trẻ không ngồi yên và công việc của các bạn là cực kỳ quan trọng. Chính xác là trong bối cảnh những gì bạn vừa nói, Lisa. Đây là điều đầu tiên và tôi yêu cầu tất cả các bạn tiếp tục công việc này và tất cả những người có liên quan đến công việc này nhưng không có mặt tại cuộc họp của chúng ta ngày hôm nay. Tương tác tích cực với những người trực tiếp bảo vệ lợi ích của nước Nga ngày nay, với những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, với binh lính, sĩ quan của chúng ta là một điều rất quan trọng. Và trên thực tế, chúng tôi đang giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đang yêu cầu các chiến binh của mình trở về từ chiến trường, tham gia vào các sự kiện khác nhau, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến giới trẻ. Nhưng có lẽ điều này là chưa đủ và bạn đã đúng về điều này. Và những người lính của chúng ta cần tham gia tích cực hơn vào các sự kiện mà bạn đã đề cập. Rốt cuộc, họ đang chiến đấu từ khắp nước Nga và có thể tham gia giáo dục ở trường, tham gia các hoạt động liên quan thông qua các tổ chức giáo dục trung học cơ sở và đại học, đồng thời tham gia các sự kiện liên vùng hoặc cấp quốc gia như bạn vừa đề cập. Chúng ta chắc chắn sẽ phải làm điều này. Cảm ơn mối quan tâm của bạn. Marina Dorokhina. Thưa ngài Tổng thống, tôi muốn tiếp tục chủ đề bảo tồn ký ức lịch sử. Tên của tôi là Marina, tôi đại diện cho Trung đoàn Bất tử của Nga. Câu chuyện của mọi người đều quan trọng đối với chúng tôi, câu chuyện cá nhân, câu chuyện của nước Nga. Có lẽ đó là lý do tại sao ở một nơi huyền thoại như Stalingrad, nhìn vào những bức ảnh cũ, người ta vô tình đặt mình vào vị trí của những người đã chiến đấu ở đây. Tôi cảm thấy mình như là Lydia Lydiak, Tổng thống Vladimir Putin. Ý bạn là một phi công? Marina Dorokhina. Vâng, phi công huyền thoại. Tôi và cô ấy cũng giống nhau vì trước chiến tranh, Lydia Lydiak ở Osoa Vyakhim, Hiệp hội Hỗ trợ Quốc phòng, Máy bay và Chế tạo Hóa chất. Còn tôi là thành viên của DOSAV, Hiệp hội Tình nguyện viên Hợp tác với Quân đội, Hàng không và Hải quân của Nga. Như tôi đã nói trước đó, Lydia là một phi công tuyệt vời
đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Cô ấy đã thực hiện 89 lần xuất kích trên bầu trời Stalingrad và cô ấy đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Chúng tôi trực tiếp biết rằng giới trẻ ngày nay đến rạp chiếu phim và quan tâm đến những bộ phim nói lên sự thật về chiến tranh. Gần đây tôi thấy rằng một bộ phim truyện đang được thực hiện về Lydia. Quỹ điện ảnh đã hỗ trợ dự án và việc gây quỹ cũng đang được tiến hành. Chúng tôi, những người hoạt động của Trung đoàn Bất Tử đã đóng góp. Tôi thực sự muốn bộ phim được chiếu càng sớm càng tốt, bởi vì những bộ phim như vậy là cần thiết để lưu giữ ký ức lịch sử. Những bộ phim về những sự kiện định mệnh như Nuremberg, bộ phim mà ngài đã đề cập đến trong cuộc họp gần đây ở Saint Petersburg, và về những anh hùng cá nhân. Vì vậy, có lẽ ngài có thể hỗ trợ bộ phim này, Liviak, để bộ phim có thể sớm được trình chiếu. Tổng thống Vladimir Putin, ai đang quay bộ phim này vậy? Marina Dorokhina, xưởng phim 28 người đàn ông của Panfilov, nơi trước đó đã thực hiện bộ phim mang tính biểu tượng 28 người đàn ông của Panfilov. Tổng thống Vladimir Putin, có phải là công ty Voyen Film? Đó là ý của bạn ư? Marina Dorokhina, bây giờ tôi biết rằng họ tự gọi mình là xưởng phim 28 người đàn ông của Panfilov. Tổng thống Vladimir Putin, tôi nghĩ có một công ty như vậy. Marina Dorokhina, do Andrei Salopa đạo diễn. Tổng thống Vladimir Putin, cũng có nền tảng, tôi sẽ xem chúng ta có thể giúp đỡ, hỗ trợ họ như thế nào. Bởi những bộ phim hay về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại do những ekip tài năng thực hiện là hết sức quan trọng, vì chúng có tác động đến cảm xúc của khán giả. Đây không phải là một thứ gì đó khô khan, mà là thứ gì đó chạm đến trái tim. Và mọi người thường rời rạp chiếu phim với đôi mắt ngấn lệ. Đây là công việc cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc là những năm trước, nhiều phim không có chất lượng, nhưng bây giờ sâu sắc hơn, hấp dẫn hơn. Tôi nghĩ những phim này chân thực hơn. Và sự thật quan trọng nhất, khi trả lời các câu hỏi về các sự kiện ngày nay, chiến dịch quân sự đặc biệt, khi đưa tin về các sự kiện chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh vệ quốc vĩ đại, khi đưa tin về chiến dịch quân sự đặc biệt, điều quan trọng nhất là sự thật, độ tin cậy. Đây là vũ khí quan trọng nhất của chúng ta. Nếu những bộ phim sống động hạng nhất được thực hiện một cách chuyên nghiệp, được phát hành khiến người xem cảm động, thì đó là một thành tựu to lớn, một vấn đề vô cùng quan trọng. Vì vậy tôi đảm bảo với bạn, tôi sẽ xem những gì có thể được thực hiện. Chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ điều đó. Marina Dorokhina, xin cảm ơn ngài. Evgeny Borisov, thưa Tổng thống, tôi muốn tiếp tục chủ đề hàng không. Tên tôi là Evgeny Borisov. Tôi là chỉ huy một đơn vị tìm kiếm Medic tại Đại học Y khoa vùng Volgograd. Chúng tôi và Hiệp hội tìm kiếm Uran đã làm việc trong dự án đôi cánh của Stalingrad. Theo dự án này, chúng tôi đã nhận được tên của 2.000 phi công đã tham gia trận chiến Stalingrad. Nhưng những chiến công hàng không của Nga không chỉ liên quan đến các hoạt động quân sự, mà còn với những chiến công đằng sau chiến tuyến. Có 3 trung tâm của ngành hàng không ở vùng Volga, các thành phố của Vinh Quang, Samara, Saratov và Kazan. Nhưng thật không may, hầu như không còn ví dụ nào về ngành công nghiệp thời chiến của họ. Ví dụ máy bay ném bom P-2, chỉ còn lại 2 mẫu trong số 10.500 chiếc máy bay này được trưng bày trong bảo tàng không quân trung tâm ở Monino và trong bảo tàng ở Paisma. Tôi muốn nói rằng các đồng nghiệp của chúng tôi từ Kazan, đội tìm kiếm, đang khôi phục một chiếc P-2 khác. Nó cũng sẽ được sử dụng như một mô hình triển lãm, nhưng thật không may, nó sẽ không thể bay lên bầu trời. Tôi cũng muốn nói với ngài về tổ chức Ký ức với đôi cánh chiến thắng. Nền tảng này phục hồi các máy bay quân sự đã tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại và đưa chúng lên bầu trời. Như Marina đã nói, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu phim chiến tranh có những chiếc máy bay thực sự, chúng thực sự được vận hành. Chúng tôi muốn hỗ trợ để phát triển nền tảng này, bởi vì bây giờ tất cả các điều này hoạt động chủ yếu trên cơ sở tự nguyện. Ngài sẽ đồng ý rằng những chiếc máy bay có thể gây ra những cảm giác khác nhau. Nhìn thấy nó trong một bức ảnh ở đâu đó trên Internet hoặc là một nơi nào khác là một chuyện. Nó là một thứ khác khi bạn có thể chạm vào, nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ và xem nó bay lên bầu trời như thế nào. Tất cả chúng ta đều có một giấc mơ rằng, cùng với xe tăng, xe tải đã tham gia chiến sự, những chiếc máy bay huyền thoại sẽ trình diễn tại các cuộc duyệt binh, nhất là ở trên quảng trường đỏ vào ngày 9 tháng 5 mỗi năm. Tôi nghĩ điều đó rất xứng đáng. Xin cảm ơn. Tổng thống Vladimir Putin, bạn biết đấy, vấn đề là khi những chiếc máy bay này ngừng hoạt động một thời gian sau chiến tranh, chúng hầu như đều bị cắt giảm. Và khi những người đam mê đưa chúng lên khỏi mặt đất hoặc từ đầm lầy, tất nhiên, chúng sẽ ở trong tình trạng mà bạn mong đợi, bị phá hủy một nửa hoặc gần như bị phá hủy hoàn toàn.
Và thực tế là những chiếc máy bay này được tạo ra nói chung là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng có những ví dụ như vậy, thật khó nhưng điều đó đang xảy ra. Đối với việc đưa chúng xuất hiện trong những cuộc duyệt binh, đó là một ý tưởng thú vị. Hãy để chúng tôi suy nghĩ về nó và thảo luận. Nói chung, ý tưởng tái tạo tầm quan trọng của hàng không đối với chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại là một ý tưởng tuyệt vời, chắc chắn là như vậy. Thật vậy, người ta thậm chí có thể chọn ra một khu vực đặc biệt. Trên thực tế, đây là những gì bạn đang làm. Bạn chỉ ra nó, tất cả những gì cần thiết ở đây là sự hỗ trợ. Tôi sẽ nói chuyện với các đồng nghiệp của mình và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Cảm ơn bạn đã lưu ý đến điều này. Đây là một chủ đề rất thú vị. Hàng không luôn quan trọng và trong một khoảng thời gian nhất định, nó có ý nghĩa đặc biệt. Bây giờ, nó có tầm quan trọng đặc biệt giống như trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại và trước chiến tranh, khi lãnh đạo Liên Xô tập trung vào điều này. Đôi khi tôi đọc các tài liệu lưu trữ và trong một cuộc họp với các chỉ huy quân sự, Stalin đã nói thẳng về vai trò đặc biệt to lớn của ngành hàng không trong một cuộc chiến tranh trong tương lai. Và những nội dung đó chính xác là những điều đã xảy ra. Tất nhiên, để hiểu tầm quan trọng này lớn như thế nào, chúng ta phải tìm tài liệu trong kho lưu trữ giúp xác nhận những gì bạn đang nói bây giờ. Chúng tôi sẽ làm điều đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ. Evgeny Borisov, xin cảm ơn Ngài Tổng thống.